Những vết nứt dọc ngang bỗng nhiên xuất hiện tại nhiều ngôi nhà của người dân ở phường 2 trung tâm thành phố Đà Lạt và những vết nứt này ngày càng lan rộng chỉ trong một thời gian ngắn. Hiện có 13 ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi bị nứt. Vết nứt còn xuất hiện với chiều dài là 30m dọc theo tuyến đường. Theo những gia đình này, hiện tượng nhà bị nứt xuất hiện từ cách đây 4 ngày, nhưng khi đó nhiều người không để ý vì chưa lộ rõ. Thế nhưng từ 2 ngày trở lại đây, những vết nứt xuất hiện nhiều hơn, khe nứt rộng hơn. Đây là lần đầu tiên hiện tượng nhà nứt xảy ra ở khu vực này, khiến cho người dân cảm thấy lo lắng, bất an. Đi nghe nó rạn, nó nứt ra, nó kêu rắc vậy đó. Ngày 2-3 lần tối hôm qua, lo chứ, lo sạch nhà có chỗ ở. Rồi bao nhiêu của cải mình đổ dồn qua đây hết rồi, còn đâu nữa. Trước hiện tượng nhà nứt bất thường, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã mời Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh và Viện Địa lý Tài nguyên, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu xác định nguyên nhân sự cố.